10 dấu hiệu cho thấy bạn đang tu dưỡng nội tâm. 1. Từ bỏ những ý nghĩ tiêu cực. 2. Biết tiết chế, không nói ra những lời cạn tình. 3. Biết khi nào cần nói và khi nào cần im lặng. 4. Vượt qua những thói quen bất thiện của bản thân. 5. Trân quý và giữ lại những người bạn tốt. 6. Mỉm cười độ lượng trước những thị phi. 7. Không hối tiếc vì đã làm điều tốt. 8. Cho đi không cần đền đáp. 9. Tha thứ những ai không biết xin lỗi. 10. Biết ơn từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống.